Chúng tôi xưa xưa sau đây bọn bọn nọc nha. Ok, đây đây sao chết mày chỉ muốn những video thằng này nâng ấy nhưng riêng chỉ muốn khem chỉ muốn video muốn đi tiết tệ tôi chỉ muốn đang grammar. Ok, thằng này là cùng vô grammar tôi muốn chỉ muốn riêng riêng nọc nha, tệ tôi chỉ muốn đang cả pro irregular verb là đài cứ việc bẹp bẹp kia chỉ muốn video muốn muốn tệ tôi chỉ muốn kia. Ok, nâng ấy, đã xong bị dịp hầu phần liên phần level 4 được nhé. Đã dây em bị irregular verb cho mùi nâng question mà đoàn. Ok, là muốn dừng riêng bị irregular verb cho mùi nâng negative. À là dừng riêng irregular verb cho mùi nâng question. Ok. Irregular. Dù đạo verb tại các bạn, mình đạo các bạn đã. Okay, irregular verb with question. Question. Passing part đó. Là đây. Okay, passing part là đây. Là dừng riêng bịa khla. Dừng riêng bịa muốn muốn này. Bạn mà dừng riêng bịa muốn muốn rồi ai. Là dừng cần ta cho ta thùm rộng là ví dụ sum nua tạm đó, cái vấn đề là cá pro cái giả sập mình tiếng tiết nó khnóng sum ví dụ sum nua khnóng bắt chế bằng cá không là tê tê cá sum to không là tê tê cá, ở đây chúng ta biết thả si, riêng si riêng riêng cá bị ta muốn cái thả sò, cái si ta giờ sò, giống như trang su ta nẹt bàn khơi ở vây, cái ta nẹt bàn khơi ở vây, riêng su thả mày, cái anh nó yên su tha ok si yên su bây giờ su nhưng đã tha what did you you ok you see mấy bạn dừng sí phá viết bảo viết cứ chứ mà mấy bạn chơi dừng vậy thà sí đi về phá viết sò còn tới nhưng vô một prao chỉ mua chỉ mua những pass simple đó nhưng thực sự tôi chỉ sí bình thường đây chứ mà này thà nhưng tôi nhưng mà vô con muốn muốn anh ấy cứ nhưng vô đệt đi một prao rồi hay cho tao sí đi nhưng nó ta chỉ muốn đó đó đây dùng một tiết dùng nhiều và ví dụ dùng một tiết did you see okay did you see anh ta did you see did you see the dinosaur okay did you see the dinosaur ta nẹ bạn khơi nhờ ta nẹ bạn khơi đai sắt dinosaur rứ chớ na chớ tớ did you see à ní chứ mớ did ní cứ gì á bây giờ bắt đầu bây giờ sum nua đã kí trao vô một pra được con ông pass simple đó anh đi kí trao để pra tầm bảy chấm nuôi chưa tớ si ní tôi bây giờ không pass chúng tôi không pass việc việc cái so việc ta so vấn đề là biết ta so mà mắn cái gì vậy ban thế nó không bị vô so phần nào nó bây giờ bị vô bắt để set hay bị vô sum nua đại khát cái gì tôi đã biến did mó chấm nuôi ok này cái did nó phải mù. Chẳng hãy, did you see the dinosaur? Mình did you saw đi nè. Anh cứ ở trầm trào đi. Bởi vì mình tha nó khăn này hài. Did nó khăn này hài. Để chấm nuôi nó không pass simple. Ok. À lâu dùm mơ ví dụ mùi thiệt. Đã thà, did they go to museum chả? Ok. À, C đi, bây giờ tôi sẽ xóa.
mùi tiệt kẻ thá cổ cố nó phải tôi chứ ven u tê hò u tê hò kế chừng đã đít mùn đít đề đấy nhưng ăn vô đi mà pra đi ăn vô mà pra đi mình miền đây cái gì ăn miền đây kế chứ cái đấy go to that new go to the museum ok ok này did they go to the museum biểu thầm nữa thì miễn biệt did đi rồi ta hai à go thì cứ verb 1 see thì verb 1 did này did này ok mùi thịt ta what người ta thảo which người ta thảo which museum the museum did they go big museum did they go ta museum ទី 1 ណា để phụ kỳ bản tàu rồi chứ đít tay cô chứ à đít đi không phải dùng sầm nú nó phải dùng đít cái tàu chỉ bàn tàu đã đít cái tàu chỉ bàn khơi bàn tàu hay cái phần tay những à si so với đô tàu chỉ và đô tàu chỉ tùng ruộng theo một đa vĩnh cứ so cái si là đá cố nó tàu chỉ văn là đá sầm tù cố nó cứ cố là đá mình văn vô một pra mình vô một văn một pra chứ hay nó bây giờ dừng xuống nó bây giờ đã đít nó với tôi chia sầm nú xuống thạp bàn là bạn này ok nó cứ chia bạch và à thế là cá theo một đà ok này này which museum did they go ta bố kê bàn tàu đã đít đấy nè ta bố kê bàn tàu sạm tì muối muối nà ok nhưng mà nè ta đã thằng này đã vén no ok nhưng mà đi hài ok đít nè chẳng cứ miệng bẩn á ok ông cũng chán về chỉ có cứ khay khay thế sân khấu đang dựng ở chỗ chụp bộ chụp lái nhưng thà chụp bộ chụp lái nhưng thà did they go to the museum bây giờ bố kia bàn tấu yeah they did khay thêm một đa cần là đôi khi là present simple chứ na, chứ tôi dùng cái này vô à, phá vía, tụm lông phá, vía ở khóc thì mà đấy, với cái này prep rule, yeah, they did, no they didn't, vậy là ngay, ok, là ngay, ok, à ní, như chơi tham gia đó, yes they, nên là tàu phụ ba phụ kỳ ban, tàu museum ní, đúng không chứ na? Cô kia bán tàu nhiều xìm nó phải dịch lại về ví dụ này và đây bố nâng bê là dịch xuống đít xuống ấy cứ dịch lại khai mà mình bán tàu thật đít nó tàu bán tàu thật đít là tàu yes they did no they didn't này tàu ok nâng ngay ok à hãy xin rạp xùm nua à xạp vào ví dụ xùm nua ok nâng ngay anh đi kê chỉ cả nốt nó bây dịch xạp bán vô ok à quân tràn xạp video xin kê mà dịch bán tàu xin á. Okay, chúc mừng lia. Bye bye.